Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Phong thủy lộc tài. Chương trình xem ngày tốt trong tháng 4 âm lịch năm 2021 Tân Sửu. Thì như quý vị đã biết, thứ tháng 4 âm lịch khởi từ ngày 12 tháng 5 dương lịch. Và ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch là ngày canh thân. Tháng 4 là tháng thiếu. Tháng quý tỵ là tháng thiếu. Kiến tại tị, đây là kiến tại tị, tị trực kiến, kiến trừ mãn bình định chấp phá nguy, thành thu khai bế. Đấy, như vậy. Thì để xét những ngày tốt, đầu tiên chúng ta vẫn phải dựa vào một là lịch vạn sự. Thứ hai là lịch vạn niên và thứ ba là đồng công trạch nhật. Thứ tư đó là tài liệu Ngọc Hạp thông thư. Đấy. Đầu tiên để chọn ra những ngày tốt thì chúng ta cần phải loại bỏ những ngày xấu. Đấy, cần phải loại bỏ ra những ngày xấu. Thì những ngày xấu trong tháng tư âm lịch thì sẽ gồm những ngày sau. Đầu tiên là ngày tam nương. Ngày tam nương thì cố định tất cả các ngày trong năm. Trong tháng là ngày mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22 và 27. Thì ngày tam nương, ngày mùng 3, ngày mùng 3 thì sẽ là ngày nhâm tuất tam nương thứ hai là ngày mùng bảy là ngày bính dần thứ ba thứ tư thứ ba thứ ba là ngày 13 ba ngày 13 ba là ngày nhâm thân bỏ ngày 18 tám là ngày đinh sửu ngày hai hai là ngày tân tỵ và ngày hai bảy là ngày bính tuất Tiếp đến ngày xấu tiếp theo là ngày con nước. Ngày con nước trong tháng tư âm lịch, trong tháng tư âm lịch là ngày 11 và ngày 25. Ngày 11 là ngày canh ngọ. Ngày 25 25 thì sẽ là ngày giáp thân. Vị trí hai ngày canh ngọ và ngày giáp thân, ngày 11 âm lịch và ngày 25 âm lịch tức ngày canh ngọ và ngày giáp thân là bị phạm vào ngày con nước, chúng ta cũng cẩn trọng khi dùng mà tốt nhất bỏ đi thì là tốt hơn. Ngày dương cung kỵ là ngày mùng 7 thì cũng trùng với ngày tam nương là ngày bính dần. Chúng ta đã loại bỏ trước rồi. Không xét nữa. Trong tháng 4 âm lịch này thì ngày sát chủ thì là những ngày mão. Vị chi ngày mão sẽ có bao gồm hai ngày. Đinh mão là ngày mùng 8 và ngày kỷ mão là ngày 20. Đây là ngày sát chủ. Chúng ta không nên dùng. Ngày thụ tử trong tháng tư này là ngày tỵ ngày tỵ sẽ có hai ngày ngày mùng 10 kỷ tỵ và ngày 22 tân tỵ ngày tân tỵ ngày 22 vừa phạm tam nương vừa phạm thụ tử ngày kỷ tỵ mùng 10 thụ tử chúng ta cũng không nên sử dụng tiếp đến là ngày nguyệt phá tháng tư âm lịch là tháng quý tỵ làm ra những ngày trực xung với tỵ là ngày hợi vị chi những ngày hợi là những ngày nguyệt phá trong tháng 4 sẽ bao gồm các ngày mùng 4 là ngày quý hợi, bỏ không dùng. Tiếp theo là ngày ất hợi ngày 16. Và ngày 28 là ngày đinh hợi bị phạm nguyệt phá, chúng ta không sử dụng. Ngày thiên địa chuyển sát sẽ gồm những ngày bính ngọ và mậu ngọ, nhưng trong tháng 4 không có ngày bính ngọ và mậu ngọ. Đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng đồng công trạch nhật để chúng ta tìm ra những ngày tốt trong tháng tư âm lịch này. Thì theo Đồng Công có nói, tháng tư là tiết lập hạ tiểu mãn. Trước lập hạ một ngày là tứ tuyệt, sau lập hạ tam sát tại đông, vị trí các phương dần mão thìn, kỵ tu tạo động thổ. Kỵ tu tạo động thổ, ba phương dần mão thìn, dần là ở phương đông bắc, xỉu cân dần là đông bắc thì phương dần quý vị có thể xem trên la bàn để loại bỏ ra thứ hai sơn mão và thứ ba là sơn thìn mão là chính đông thìn tốn tỵ là ở đông nam thìn ở đông nam là kỵ tu tạo động thổ những nhà nào mà muốn tu tạo động thổ trong tháng tư âm lịch này thì xem nhà mình có ở ba cái sơn này không nếu ở ba sơn này thì dừng lại để tháng sau dùng sẽ tốt hơn bây giờ chúng ta cùng xét các ngày tốt trong tháng tư âm lịch thì trong tháng tư âm lịch là chúng ta cùng xét đến ngày tị ngày tị thì bị thụ tử chúng ta đã bỏ qua rồi nhưng sách đồng công cũng nói này ngày tị là trực kiên bị tiểu hồng sa bất lợi về xuất hành giá thú an táng tạo tác nhập trạch khai trương mọi việc nếu dùng thì sẽ bị lãnh thối tật bệnh ruộng tâm thì chẳng thu hoạch được, chết ở xứ người không về được, tài sản thì bị phá. Đây cũng là ngày thụ tử. Tức là Đồng Công cũng có nói đây là ngày thụ tử, không nên dùng. Vị trí tất cả những ngày tị chúng ta loại bỏ. <laughs> Tiếp đến là ngày ngọ. Ngày ngọ có huỳnh sa. Ngày ngọ có huỳnh sa. Ngày canh ngọ có người Đức. Nhưng mà trong tháng tư âm lịch chỉ có ngày... À có ngày canh ngọ, ngày 11 canh ngọ và ngày 23 là những ngày nhâm ngọ. Ngày canh ngọ có người đức, ngày giáp ngọ, nhâm ngọ có huỳnh la từ đàn Thiên Hoàng Địa Hoàng. Đây. Thiên Hoàng Địa Hoàng các cát tinh đồng chiếu nên tu tạo khai trương, hôn nhân, nhập trạch. Dùng các việc thì chỉ trong vòng 60 đến 120 ngày sẽ tăng điền địa, thêm nhân khẩu, sinh con quý, đại vượng. Đấy. Tức là ngày canh ngọ là một này, ngày giáp ngọ là hai này, ngày canh ngọ là ngày 11. Ngày 11 thì lại bị phạm vào ngày con nước, tuy là ngày tốt nhưng lại phạm vào ngày con nước. Ngày 23 nhâm ngọ thì tốt đại cát. 23 nhâm ngọ đại cát. Còn ngày canh ngọ ngày 11 thì quý vị dùng cũng nên lưu ý, cẩn thận, nếu mà không bị phạm vào quá thì quý vị vẫn có thể dùng được tại vì nó cũng là những ngày tốt tuy nhiên dùng thì lưu ý một chút tiếp đến là ngày mùi ngày mùi ấy, thì là trực mãn đồng công có nói ngày mười trực mãn có thiên phú thiên tặc Đấy, thiên phú thiên tặc tức là đã là ghê hơi hơi ghê một chút rồi hơn nữa ngày mười hai tân mùi này lại có thiên đức nguyệt đức ngày kỷ mùi thì trong này không có Đấy nên tân mùi này thì chỉ là ngày thứ cát mà thôi tân mùi này là ngày thứ cát tức là cũng là một trong những ngày dùng được còn ngày quý mùi thì có thiên tập thiên phú quý mùi thì không được nhắc đến trong đồng công bạch hổ nhập trung cung và ngày kết hung Tức là tóm lại là ngày quý mùi thì cũng không nên dùng vì nó sẽ bị hung sát và có thiên phú thiên tặc. Tiếp theo ta xét sau ngày mùi là ngày thân thì ngày thân là là ngày trực bình. Tức là bị chu tước, câu giáo, không lợi về việc khởi tạo, xuất hành, hôn nhân, nhập trạch. Vì nó chủ rước lấy là chiêu quan tư, họa khẩu thiệt thị phi. Đàn bà con nít thì là sinh ra là hay bị tai nạn. Đấy ngày thân. Ngày Giáp thân và ngày Canh thân, ngày Giáp thân tức là ngày 25 này, ngày Canh thân là ngày mùng 1 cũng lại bị sát tập nhập chung cung là ngày xấu, không sử dụng. Khi mà nếu mà quý vị sử dụng vào những ngày này thì đồng công có nói này, chủ về đại họa liên miên do tiểu nhân gây phá, phá tài, sinh con xấu, sinh con ra thì xấu xa quái dị còn bị tai ách về nước lửa nữa Thật ra quý vị hết sức lưu ý tiếp đến là ngày dậu ngày dậu thì tháng tư âm lịch sẽ có 3 ngày đó là ngày mùng 2 Tân Dậu 14 quý Dậu và ngày 26 Ất Dậu ngày dậu thì đồng công có nói ngày dậu là trực định tuy nhiên có cứu thố quý có cửa thổ quý chẳng hợp với động thổ an táng tức là kỵ động thổ an táng ngày dậu kỵ an táng động thổ kỵ an táng động thổ nhưng có thể làm được việc nhỏ vì ngày rậu ở tháng tư là ngày thứ cát tức tất cả các ngày rậu chỉ kỵ an táng động thổ thôi còn là ngày thứ cát thì đồng công cũng có nói về hôn nhân nhập trạch tu tạo nhất thiết không nên dùng Đấy, ngoài việc kỹ việc an táng động thổ thì về hôn nhân cũng không dùng hôn nhân này nhập trạch này và tu tạo không nên dùng ngày rộng này chỉ dùng cho những việc nhỏ lặt vặt như xem ngày xuất hành xem giờ xuất hành đi ký kết hợp đồng nho nhỏ thì ok sau ngày dậu là ngày tuất Thì ngày tuất đồng công có nói là trực chấp Có câu giáo Ngày bính tuất Thì chúng ta đã xét trước nó là ngày tam nương Ngày tam nương Đấy. Hơn nữa lại Ngày bính tuất lại có sắp tập nhập trung cung Nên trăm việc dùng đều đại hung Đại hung Vì vậy bỏ không dùng Tiếp theo Chỉ có ngày giáp tuất làm việc nhỏ thì được Thứ cát Tức là ngày giáp tuất này này là ngày tốt nhưng mà tốt vừa Thì Đồng Công có nói Trong 24 sơn Các sát tinh đều về chầu trời Nên làm trộm thì được Tức là không làm mà không được cúng vái gì cả Còn hôn nhân Nhập trạch, an táng, khai trương Thì không nên làm Vì làm thì chủ sẽ bị Tổn trạch trưởng Hao tán tiền của Làm thì sẽ bị đại hung Không tốt, không nên dùng Tiếp đến là ngày hợi Ngày hợi trực phá Bị phạm vãng vong Tức là đã là ngày nguyệt phá rồi À đâu, xin lỗi Yêu quý tị thụ tử đúng rồi Là ngày nguyệt phá Lại còn bị phạm vãng vong Chú tước câu giáo Bị nạn chiêu quan tư Vì tiểu nhân nhiều chuyện Chú về hao tốn tiền của Bị bệnh tật Ngày quý hợi là ngày chính tứ phế lại càng hung Tức là ngày này quý hợi ngày mùng 4 Chính tứ phế lại càng hung các ngày hợi trong tháng tư âm lịch trong tháng tư âm lịch không nên dùng vị chi những ngày hợi chúng ta loại bỏ chúng ta cùng xét đến ngày tí. rồi sắp hết rồi ngày tí thì ngày canh tý không có trong tháng tư ngày tý sẽ bao gồm những ngày mùng năm là ngày giáp tý Ngày 17 là ngày Bính Tý và ngày 29 là ngày Mậu Tý. Thì Đồng Công có nói ngày Giáp Tý, tức ngày mùng 5 này, là ngày Kim tự chết, tại vì Giáp Tý thuộc hành Kim, không có khí lực ngũ hành. Ngày Nhâm Tý, đây, Giáp Tý, bỏ. Ngày Nhâm Tý, Mộc Đả Bảo Bình, là chỗ mục dục ở phương Bắc. Phúc lực rất kém, lại bị chính tứ phế, dùng thì bị tổn nhân khẩu chủ việc lãnh thối đại hung đấy, tức là dùng ngày nhâm tý thì bị đại hung như nhâm tý tháng này không có không dùng còn đồng công cũng có nói ngày bính tý và ngày mậu tý tức ngày 17 và ngày 29 đấy nếu mà dùng ấy thì khởi dùng cho những việc khởi tạo hôn nhân hưng công động thổ xuất hành khai trương rời chỗ ở được tấn nhân khẩu, thêm con cháu, vượng ruộng đất, tăng tài sản, làm lớn thì phát lớn mà làm nhỏ thì được phát nhỏ. Vị chi, hai ngày bính tý và ngày mậu tý tức ngày 17 tháng 4 âm lịch và ngày 29 tháng 4 âm lịch dùng thì sẽ được đại cát. Vì vậy, quý vị cần lưu ý những ngày này. Sau ngày tý là đến ngày xỉu. Trong tháng 4 ngày xỉu trực thành thì được thiên hỷ, thiên thành, nhưng lại bị phạm chu tước câu giáo Đấy, phạm chu tước câu giáo nếu dùng ấy thì bị chiêu quan tư khẩu thiệt tiểu nhân vu khống tức là thiệt về nạn khẩu thiệt thị phi ngày đinh sửu quý sửu sắp tập nhiều trung cung mấy ngày này phạm không vong phá tài và đều bị tiểu nhân hãm hại vì vậy ta không dùng những ngày xíu Ngài Sửu Trực Thành được thiên hỷ thiên thành nhưng bị phạm chu tước câu giáo. Nếu dùng ấy thì sẽ bị quan tư khẩu thiệt tiểu nhân vu khống. Ngày Đinh Sửu Quý Sửu, ngày Đinh Sửu tức ngày 18 đã phạm vào ngày Tam Nương rồi lại còn bị phạm sát tập nhập trung cung. Lại càng xấu hơn nữa. Mấy ngày này thì phạm không vong, phá tài. Lại bị tiểu nhân hãm hại vì vậy tất cả những ngày xỉu trong tháng tư âm lịch chúng ta không sử dụng. Tiếp đến là ngày dần. Ngày dần thì là trực thu, trực thâu. Thâu thu, thành thu khai bế hoặc thành thâu khai bế. Đấy. Ngày dần trực thâu cũng cùng với ngày xỉu. Đấy. Thì ở trên cũng là những ngày đại bất lợi. Đại bất lợi tức là không dùng được. Ngày mão thì chúng ta đã xét ban đầu là ngày sát chủ chúng ta không sử dụng. Tuy nhiên thì đồng công cũng nói ngày tân mão, quý mão có kỳ và ngày kỷ mão có cát tinh là huỳnh la tử đàn thiên hoàng địa hoàng cùng chiếu nên việc xuất hành hôn nhân mai táng tạo tác khai trương nhập trạch thì là được đại khắc chủ vì mưu sự hanh thông quý nhân giúp đỡ và được thêm tài lộc các ngày Mão khác thì là thứ khác là có ngày Mão Đinh Mão có ngày kỷ mão ngày 26 thì là ngày tốt nhưng mà quý vị lưu ý ngày sát chủ thì dùng nó sẽ bị liên quan đến gia chủ đâm ra tốt chúng ta cũng cần phải hết sức lưu ý tiếp đến là ngày thìn ngày thìn trong tháng tư âm lịch thì sẽ bao gồm hai ngày mậu thìn là ngày mùng 9 và ngày 21 là ngày canh thìn. Ngày mậu thìn thì bị sát tập nhập trung cung, không lợi về việc hôn nhân, tu tạo, khai trương, nhập trạch. Khai trương, nhập trạch. Phạm vào những ngày này, ngày thìn trực bế. Ngày thìn sẽ bao gồm có những ngày là mùng 9 mậu thìn và ngày 21 là ngày canh thìn. Hai ngày này chúng ta sẽ xét theo đồng công như sau. Ngày mậu thìn thì có sát tập nhập trung cung, không lại về hôn nhân tu tạo, khai trương nhập trạch hay an táng. Nếu mà phạm vào những ngày này thì là tổn nhân khẩu, tổn lục xúc, lục xúc chẳng được vượng, tài sản hao tán. Đấy. Vị chi ngày mậu thìn là ngày mùng 9 là ngày bị sát tập nhập trung cung, ngày xấu chúng ta cần loại bỏ ngay. Tiếp đến là ngày canh thìn, thì đồng công có nói là tuy là có nguyệt đức xong lại bị thiên địa chuyển sát. Ngày Bính Thìn nhâm Thìn có hỏa tinh, tức là ngày 21 canh Thìn là nghi là thiên địa chuyển sát, đâm ra cũng xấu. vị chi ngày Thìn trong tháng 4 âm lịch chúng ta cũng không dùng được. Tôi vừa tổng hợp uh, ở đồng công thông thư và lịch vạn niên, lịch vạn sự, sách vạn sự để tìm cho quý vị những ngày tốt trong cái tháng tư âm lịch năm 2021 Tân Sửu. Thì trong tháng tư âm lịch có những ngày đại cát sau. Đại cát. Đầu tiên là ngày Tân Mùi, thứ hai là ngày Nhâm Ngọ, thứ ba là ngày Bính Tý và ngày thứ tư là ngày Nhâm Tý. Có 4 ngày đại cát, quý vị có thể dùng rất là tốt. Nhưng cũng cần phải lưu ý, nếu mà quý vị tuổi mà xung khắc với ngày Quý vị lưu ý, tuổi mà xung khắc với ngày thì chúng ta cũng không nên dùng. Ví dụ, ngày Tân Mùi là ngày đại ngày Tân Mùi là ngày đại cát, nhưng kỵ với những người tuổi Sửu, cát cũng không nên dùng. Ngày Nhâm Ngọ là ngày tốt, nhưng kỵ những người tuổi Tý, vị chi người tuổi Tý không sử dụng ngày ngọ này. Ngày 17 và ngày 29 là những ngày đại cát, nhưng kỵ những người tuổi Ngọ vì là bị bị địa chi tương xung. Cái ngày các ngày thứ cát thì sẽ bao gồm các ngày ngày mùng 2 ngày Tân Dậu, ngày 14 Quý Dậu và ngày 15 Giáp Tuất, ngày 26 Ất Dậu. Đây là những ngày thứ cát. Quý vị cũng phải cần lưu ý không dùng vào việc lớn hoặc một số việc có thể dùng được. Có thể dùng được. Việc nhỏ thì có thể dùng được, nhưng cũng cần phải xem xét và tránh nghe đi nghe lại video để xem nó là những cái việc gì? Hoặc quý vị có thể tua lại video để xem đó là những việc gì. Trên đây thì tôi đã tổng hợp cho quý vị những ngày đại cát và những ngày thứ cát của tháng 4 âm lịch năm 2021 Tân Sửu. Quý vị có thể chép lại chép lại, chụp lại để sử dụng mang theo bên mình sử dụng hoặc là lựa chọn cho mình những thời điểm thời khắc tốt nhất để làm những việc lớn hoặc làm những việc nhỏ mà quý vị đã dự trù từ trước được tốt hơn. Chúc quý vị mọi việc hanh thông, tài lộc vượng tiến. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo của chương trình Phong Thủy Lộc Tài. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký kênh. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những cái kiến thức, những thông tin mà chúng tôi chia sẻ hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.